làm là để khẳng định cái si thôi đúng không? Chứ thật sự là chứ để mình có cái niềm tin mình đầu tư vào các cái vườn khác thôi. À nè, để mình thấy nè, cái cành này nó không còn nhựa sống nè. Mình đổ được mấy ngày rồi anh Công? Bảy ngày đó. Thì giống như vườn của nhà á, ngày thứ bảy thứ tám thì cái cành lớn cành nhỏ, thì cái cành nào nó có nhựa sống tự động nó khô, nhưng cái nào được thì nó lên. À, không, cái cây này thì cứu được mà năng suất này nó không cao thôi. À, cứu thử để cho mình biết cái hiệu quả cái xe. Ôi, cái cây này cứu được trời ơi, còn miếng da tới 4 tấc mà tính ra cây này nhẹ hơn cái cây của em, mà cái ngọn thì nặng, đúng là cái trên này ngọn thì nặng này. Nhưng mà ok nè, nhầm mọt nó đúng thì cái phi táp nó xì ra đó. Đúng rồi, cái con còn cơ hội. Đúng, cây này được, cái này vẫn giữ được, nhưng mà cũng là cây này tàn thiệt cái chứ. Thôi ok, cứu được qua năm để chụp trái được. Được để chụp trái bình thường. Thử coi nó như thế nào thôi, chứ còn cái chồi này nè, giữ lại nè. Đó, cắt ngang đó đừng lấy giữ cái chồi này lại. Đúng rồi, nhưng mà cái chồi này đó nó cũng chớm bệnh rồi nè, thì đưa vô thì nó mới hẻ ra đây nè. À, chứ phải cái chồi này mà nó không bị chớm là để tốt lắm đây nè. Để coi từ từ coi, mà chắc là khô hết rồi hả. À, thôi không sao đâu, tại vì cái mạch da nó còn, nhưng mà bên này hư hết rồi, toàn bộ da bên đây là hư hết rồi. Toàn bộ cái da này hư hết rồi nè. Nhưng mà qua đây coi nè, anh công qua đây coi nè, dây được rồi nè. Anh công nhảy qua đây coi nè, anh công nè, da nó ôm lại rồi nè. Đây là nó hư nè. Nè, da nó ôm lại nè. À, thì bảo hảm là liều 40, 40 là đẩy lên tới trên ngọn luôn á. Đó, được rồi. Coi nó bông, tiếp sắp tới nó bông tới đâu, nó còn giữ được. Đó, hả, mấy cái này nó giữ được miếng nào thì tự động nó. Nó như vậy. Hư hết rồi, bên này hư hết rồi. Lắm. Tới nào nó chết không có chứ. Rồi. Để coi nó như thế nào đấy. Nó vẫn giữ sống được rồi nè, nó vẫn được. Đúng rồi nè, hằng này hấm bụi xì nè. Ừ. Để coi từ từ. Nó dính được miếng đầy. Dính như này, để cái cục này nè, 10 ngày nữa đó mà nó lù cái cục này lên là ok. Nhưng mà không, cái chồi nó không để được rồi, tại cái chồi này để năng suất nó không cao, tại vì cái da mình đứt hết rồi. Đúng rồi. Cái chồi này để không được, cái chồi này sống thì sống nhưng mà để không được, tại vì nó còn dính 2 miếng da này nuôi cái chồi này. Đúng rồi. Không, nó tức là nó kéo lại, nhưng mà không phải là kéo lại giáp dòng, nhưng mà nó kéo lại được rất nhiều, này kéo được nữa cũng mừng. Đây này anh Công. Thì đúng rồi nè, nó kéo lại, nó chạy nè, nó chạy vô nè. Nó chạy vô ha. À, nó chạy từ từ vô. Đây nè, bởi không có cạo hết là vậy đó, cạo lớp này nó không bao giờ mà ấy mà cạo hết. Từ xưa rồi, được rồi. Cập nhật cái cây này để cho người dân ta có niềm tin thôi. Anh công móc ở chỗ này em coi, anh công này. Anh móc cái da đó em coi. Ok rồi. Cái gì nữa? Nhảy. Trắng nè, nó chuẩn bị ra nữa nè. Ừ. Cái này là bông nè, đó, nó là bông nè, đó. Nè. Ok. Chỉ đi em, chỉ đi. Dạ, đây. Nè, những cái này. Đó. Ha, không có lo gì hết. Trời ơi, của anh Chính sao nó ngộ lạ. Để chiều mình lên coi của mình đấy. Ông của em mấy ngày lên chưa lên vườn. Cây này nó sáng già nè. Cây bên đó lên trước rồi đó. Cây nào? Đi qua. Trơn. Ừ. Không, bây giờ chạy lên vườn Tú luôn Tú ơi. Lên em luôn hả? Đó, nó phải lột cái vậy nè. Đó, nó mới quang hợp qua da được. Đó, nội sinh nó mới cao lên, nó lột hết. Hôm trước có xịt 1/40 lên không vậy mà sao nhanh vậy? Có. Đúng rồi. Hàng chi mà nó nhanh. Anh nói từ 40 tới 70 tụi em chơi mét luôn. Này không thì, thì đâu có sao, nhưng mà tướng sợ cực. Tướng sợ cực nông dân. Thấy chưa, rõ ràng không? Em đưa lên cao luôn, còn đi dắt. Tóc hết rồi hả? Đụng nhẹ nó bông à? Đụng. Đúng rồi, ta làm đúng 2 lít amino.
Ừ, rồi lột hết rồi. Thấy chưa? Rồi, ok. Đúng rồi, bữa tại vì về cái em tính là đạm tôm em thiếu thiệt, đúng không? Chính xác. Là... Nên cái diễn biến nó hơi khác một xíu thôi. Nó chậm hơn. Rồi, nó chậm hơn. Lột hết rồi kìa. Ôi, chết, chết mẹ. Đứng đâu nó khô. Không sao, ok.